Hôm nay anh Phương trải nghiệm lần đầu tiên luôn các bạn. Mang tôi móng cút cọp gì nữa mà. Móng anh đeo cây dừa để thử các bạn. Nào giờ anh chưa đi nha. Này lần đầu anh thử luôn các bạn. Cây dừa này thì nó không cao nha, nhưng mà nó nằm ngay giữa hai cái nhà luôn, ngay cái hẻm luôn, cho nên là phải cắt đoạn lóng lóng thả xuống này. Chỗ này nó rất là nhỏ nha. Lên trên này xuống hết bảy. Ừ, lên trên mấy luôn. Dừa này rất là nhiều trái. Làm kéo dây lần nhiều, kéo máy mình á. Cái con Giang là anh đi hơi vậy nè, cái con Phương đi sát rồi. Theo xuống. Nãy không để con dây lên chảnh cho ông buộc chuồng chuyền ba phút vòi quầy luôn. Lấy dây á, lấy dây á. Thank you.
Mày mang cái kia là tao mang cái dây ấy luôn á, người ta mang. Anh bỏ cái chùm dừa vô nha các bạn. Cái dây mày hạ quầy để xuống nha. Bên đây một quầy. Dạ mày mua cái cọng dây bẹ nhỏ á. Mua. Làm tới ông lui quấn đồ bột dữ dội vô. Ngày 300 đó chú. Ngày 300. Ông nói ông xuống tao mày. Để vừa ăn. còn quầy nữa. Hai quầy nữa lận, hai quầy nữa. Bên kia quầy nữa. Nhớ ít rồi. Có 3 quầy, 4 quầy chứ nhiêu. Mấy quầy nữa sau này mới đậu dữ. Hết hồn kìa. Cho má quầy dừa nó vô đi. Kéo quầy dừa đi. Oh.
mấy trái dừa khô nhỏ nhỏ nó cũng thiết mà. Xèn xèn. Anh mang cửa không quen lên trên, anh đứng lên kia nó bị xúc cửa rồi. Anh bị xúc hai chiếc luôn. Anh mang hai cái đôi cửa không quen các bạn, giờ anh tháo ra, tháo đi chừng không nha. Đây này lần đầu anh mới đi thử nha bạn, đôi này mình chắc phải tập để đi được. Anh Tâm anh thử lên cái nữa nha bạn. Bấm cái đọt rồi nha. Anh Tâm anh thử nè. Cái sao bị quấn dưới này nữa nè, quấn dưới này nè. Nó có một cái ở dưới á. Nhắn gì vừa thôi. Nhẹ nó đạp vô được rồi khỏi nhắn. Nhẹ hơi vô được rồi. Đó, đi nhanh vô dưới luôn đi. Để dưới bạn ở. Đó bỏ nhắn, đưa nhẹ vô là dính là đừng nhắn nhắn lúng quá luôn rồi. Nhẹ vô đó nhẹ rồi, nhẹ là dính đó rồi. Nhắn.
nhẹ vô là dính, nhẹ dính rồi còn cái kia nó lục á, nó mới nhắm mạnh. Chút nó bờ dưới mới được, có dưới bờ dưới nữa mới được. Nó có, nó có sọt cái đó nghe nữa mới được, có trứng rồi được. Làm như vậy kia em không đâu, mất cá luôn. Vậy thôi, vậy thôi. Tại ta làm dây không chứ đâu phải làm ấy đâu. Này chế chế bên đỏ bên xanh luôn rồi. Ừ, chơi dưới đó. Mất. Vậy thôi, thôi, đừng có làm mạnh quá. Mạnh quá nhổ không nổi. Nhổ không nổi gì vậy? Nhắc lên phía nó đi. Alo. Chưa. Đứng chỗ nào cho an toàn đi. Nghe mấy ngày nay sao không gửi gì đó mới là. Đã vậy tôi nó bấm lên đây à. Ờ. Ờ tôi chưa mà, tôi sao ông mà. Ừ. Để nữa tôi ra điện chân lùng coi. Rồi rồi. Cục con máy con bảy á lửa kia ngậm rồi. Thùng nó giãn mà. Đây là cặp cửa này anh mới lấy về luôn nha mà. Anh đặt ở trên mạng nha. Lúc này anh đi cắt dừa cũng nhiều quá cho nên giờ anh phải mua cái cây cửa này để anh đập đi cho nó dễ. Rồi lên anh bấm đầu xuống rồi. Đang sâu quá. Oh.
Bye các bạn nha. Cái bụng rất là to luôn.